Em chưa nghe mà cũng nếu mà phô cứ tui lại ha. Trời ơi có tâm ra. Ôi anh cho anh cho nghe lại melody cái. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ok, nó hơi thấp thành ra mình phải ráng cho nó nhộn hơn xíu nữa. Nhộn hơn à? Em hát hết âm trị. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi, trong ánh xuân sang anh là gió, em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan để xuân huy hoàng. Em ơi, mình ra ngoài ngồi chơi xíu đi Nhi. Có giận có buồn em không? Dĩ nhiên là không buồn rồi. Chúng ta có FM đâu mà xóa. Có hả? Có à? Vậy là ít tương tác. Diệu Nhi, giờ cô Kiến Huy xin chào tất cả khán giả. Và hiện tại thì hai anh em đang trong phòng tu để mà thu âm cho một ca khúc rất là dễ thương trong dịp Gala Nhạc Việt số thứ 11 về nhà hậu Tết. Rất là vui bởi vì ngày hôm nay là được cộng tác với là Diệu Nhi, bởi vì rất là nhiều lần rồi hai anh em được cộng tác chung với nhau nhưng mà ở trên sân khấu về hai tình tên. Dạ đúng rồi. Về xúc xích nè, về những cái diễn đàn giờ bán xúc xích đồ thôi. Nhưng mà hơi lọc sưởng lắm. Lọc sưởng. Nhưng mà ngày hôm nay thì hai anh em là được xong cái hộp bích cho một cái ca khúc đón Tết. Rất là mong chờ là khán giả sẽ đón nhận bài hát mới này của Diệu Nhi. Bởi vì Diệu Nhi là bây giờ chuẩn bị lớn sinh qua bên lĩnh vực ca sĩ. Dạ đúng rồi. Em cảm ơn Huy. Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới yên vui trong an bình. Thì trước giờ Nhi với lại anh Ngô Kiến Huy cũng làm nhiều chương trình rồi. Nhưng mà nghĩ sau khi lần hát chung này chắc ảnh cạch Diệu Nhi luôn. Thấy ảnh cũng hơi rớt nước mắt ở trong kia. Tại sao giờ này mới nói là xuống hai tông hát rồi bằng hồng. Anh biết anh làm cho em có lỗi không anh ơi? Em cảm thấy có lỗi với anh lắm luôn á. Sao anh vui lẻo vậy? Nhìn thấy là mối quan hệ của hai anh em ngày xưa là biết nhau cũng mấy năm rồi, rất là thân. 9 năm. Thì sau cái lần thu âm này chung với nhau thì Nhi hy vọng là anh Huy vẫn sẽ giữ được cái tình cảm từ trước tới giờ giống như là ngày xưa bây giờ hả? Anh nể em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh rất là nể em. Với bao nhiêu là ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Với bao nhiêu là ý thơ, ý thơ, ý thơ, ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Mây khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan để xuân huy hoàng. Em hát thêm một câu cho khán giả để khán giả biết được cái chất lượng âm thanh của tụi mình nè. Không không, em không hát để nghe đi. Giọng em không có thích hợp để hát live đâu. Không dạ. Thu thì giọng em hút mi hơn. Ngày xưa đi coi bói thì bói nói nhiều. Cho nên là mọi người nhớ đón xem nha. Người tình ơi mơ gì?